Trước mắt quý vị đây là đường quốc lộ 55 thuộc địa phận của huyện Long Điền. Tôi đang đứng ở đây là ngay giáp danh của xã An Ngãi với lại thị trấn này. Một bên là thị trấn còn một bên là xã An Ngãi nhé. Đấy, đi một đoạn lên trên này là trung tâm của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền nhé. Thì chỗ này là giao của ngã tư đường quốc lộ 55 với đường đây là đường 48. Cái đường này này, đường này đi thẳng là giao với lại đường Võ Thị Sáu rồi là đi về phía trung tâm của thị trấn. Đường Dương Bạch Mai ấy, nó sẽ giao với đường đó. Thì là trong cái video này tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái lô đất nằm trên mặt tiền của đường quốc lộ 55 này, nó góc hai mặt tiền đường luôn. Một cái mặt tiền quốc lộ 55 và một mặt của cái đường 48 đây. Đó. Thì là ngay cái góc này. Đó. Chiều ngang mặt đường của nó tới 40m nhé. 40m sâu vào. Tổng diện tích của nó tới 2.500m2. Trong đó có 100m đất ở rồi. Đất thì hiện trạng nó là đang là đất có cả đất lúa rồi đất ở. Thì quy hoạch của nó là quy hoạch về đất ở quý vị nhé. Đây, bên trong đây còn có các cái nhà hàng, cà phê, karaoke các thứ vân vân. Đấy, thì giá bán cho cái lô đất mà tới 2.500m2 này này, mặt tiền của đường quốc lộ 55 này ngay gần trung tâm hành chính của huyện, giá bán là 6.950.000.000 quý vị nhé. 6.950.000.000. Đó. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ ngay với chúng tôi nhé, bởi vì dọc cái trục của quốc lộ 55 từ cái đoạn này này cho đến giao với lại cái đêm cổng chào của huyện ấy, cổng chào huyện Long Điền ấy, không có lô nào giá rẻ hơn cái lô này đâu quý vị nhỉ. 2.500m2 mà tới 40m mặt tiền đường. Đấy, giá như vậy là cực kỳ hấp dẫn quý vị nhỉ. Đấy, quý vị nào quan tâm thì liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Thì ở trên cái trục đường này chúng tôi cũng đang có một cái lô đất khác, diện tích của nó nhỏ hơn, 1.200m2, nhưng mà giá bán cũng đã 11.9 rồi. 11.9. Tức là gần gấp đôi, gần 1.9, nhưng mà diện tích của nó thì nhỏ hơn. Tuy nhiên đất ở đấy thì nó cao hơn một chút, và nó ở phía bên về phía kia thì nó đông dân cư sầm uất hơn một chút nha. Đó, thì chúng tôi đang có hai cái sản phẩm ở trên cái mặt tiền đường này, thì quý vị nào quan tâm thì liên hệ với chúng tôi nhé.